Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả một truyện ngắn mang tựa đề Mộ Tổ của tác giả Dương Duy Ngữ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khoảng 5 giờ chiều, tôi vừa đi làm về, quần áo chưa kịp thay thì nhận được cú điện thoại của ông anh họ tuổi đã thất thập, tôi quen gọi là bác Tuyết Diệu, tính tình nóng nảy, thằng như ruột ngựa, giọng nói sang sảng. Sớm mai chú phải về ngay. Tôi hỏi lại, có chuyện gì quan trọng thế hả bác? Chứ chả quan trọng ư, các cụ họ chờ chú đấy. Sao các cụ họ lại chờ em à? Chả là ngôi mộ tổ đời thứ ba họ nhà mình bị họ Nguyễn Đông xây lấn mất cả nấm. Ở nhà ngót 700 đinh, sao các cụ không bảo con cháu ra bắt người ta dỡ bỏ lại phải gọi em về? Ông bác này, cái việc lấn chiếm đất đai mồ mả bây giờ nan giải lắm, tốt nhất là thương lượng với nhau, chứ động đến pháp luật báo chí là phức tạp tốn kém lắm đấy. Không ngờ ông anh họ nổi cáu nói như quát vào tai. Các cụ họ không cần đến cái mắt nhà văn nhà báo của chú đâu mà đã vội chối quanh. Vậy các cụ cần gì ở em? Chú cứ về khắc rõ. Anh hãy mở cho em một chút để em còn chủ động chứ. À thế thì được. Các cụ muốn hỏi xem khi cụ nhà mình lâm chung có dặn lại chú điều gì liên quan đến mộ tổ đời thứ ba không? Thế thôi nha. Chú về thì về, không về thì cũng tùy tâm, tôi không nói nữa. Nông dân chúng tôi lấy đâu ra tiền mà nói chuyện trên điện thoại mãi, cả họ chờ chú đấy. Và ông anh họ cúp máy. Tôi đặt máy, đứng thần người một lát. Kể từ cụ thủy tổ chúng tôi đến định cư ở làng tới bây giờ đã truyền được 19 đời. Tôi ở đời thứ 17, lại ở Bính Chi, Bính Phái, nghĩa là ở Chi Ba, Phái Ba, bét nhất trong dòng họ. Họ nhà tôi lạ lắm, ngành thứ nhất ít người, hay tính quẩn lo quanh. Ngành thứ hai ngót 400 đinh, chỉ chuyên lo kinh tế. Những người giàu có nhất làng tôi thường rơi cả vào ngành nhì. Còn ngành thứ ba chỉ lo học hành giữ đạo. Do vậy từ việc nối đời lập gia phả đến việc lo toan chính sự, việc định hướng của dòng họ đều do ngành ba cả. Sinh thời cha tôi học hành chu đáo, học sâu biết rộng, là người cao tuổi nhất trong họ ngoài làng, nên chẳng những được trong họ quý trọng mà làng xóm cũng rất mực vì nể. Trong 10-15 năm lại đây, việc họ, việc hàng đều do cha tôi xếp đặt và đưa sinh hoạt văn hóa, hội hè, lễ bái, tín ngưỡng và nề nếp, biết trọng công đức hiền nhân chứ không mê tín dị đoan. Duy việc xây mộ thì từ cụ thủy tổ chúng tôi đến ông bà cha mẹ của mọi nhà trong dòng họ là chưa ai dám xây. Chẳng biết từ đời nào các cụ truyền lại không được cậy sức cậy quyền, cậy công cậy của đắp mộ to mà tốn đất canh tác, hết phúc hết lộc của con cháu. Không xây mộ để các cụ được hòa nhập với thiên nhiên, dựng vườn để con cháu phải thường xuyên chăm nom. Với lại các cụ bảo xây mộ to chỉ tổ có nhiều góc khuất cho người làm ruộng, cho trẻ chăn trâu phóng uế bừa bãi. Ở các thời buổi kinh tế thị trường âm mạnh dương suy, làng làng đua nhau tu bổ đình chùa miếu mạo, chạy cửa nọ cửa kia để được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Họ này họ kia, nhà này nhà khác đua nhau xây mộ tổ, xây mộ ông bà cha mẹ. Cái nghĩa trang của làng tôi lộn nhộn đủ các kiểu loại mồ mả. Nhà nghèo xây rung dày hàng gạch phồng, đá bọt vôi bã để giữ nấm. Nhà sang xây như tháp để xá lị của nhà chùa, hoặc như một cái điện, một cái nhà ba gian, hai trái thu nhỏ, mái cong lợp ngói men đỏ. Chẳng ai bảo được ai, ai thích xây kiểu nào thì xây như thế ấy. Cũng như lúc để mộ, chẳng có quy hoạch gì hết. Ai thích chọn chỗ nào để ông bà nhìn về hướng đông hướng tây tùy ý. Bây giờ đua nhau xây ngôi mộ cao, ngôi mộ thấp, ngôi mộ to, ngôi mộ nhỏ, ngôi nhìn về hướng đông, ngôi quay sang hướng bắc. Lại có nhà có họ xây tượng hoa bao vòng quanh cả một tập thể mồ mả của họ mình, nhà mình, rồi ở giữa xây một cái tháp cao như đài liệt sĩ. Trong cái làng mồ mả của người đừng âm cứ lố nhà lố nhố, nhộn nha lộn nhộn, ngực xuôi ô hợp như nếp sống vốn rất tự do tùy tiện của người nông dân quê tôi vậy. Cụ tổ đối thứ ba họ tôi thì cát táng được đặt gần Gò Ngọc.
Các cụ truyền lại, từ đời cụ Thủy Tổ đến đời thứ ba đều độc đinh, làm ăn không gặp. Nhưng nhờ có ngôi mộ tổ đời thứ ba được đắc địa, đầu gối lên gò ngọc, mặt trông về phương nam, qua một cái đầm sen rộng hàng chục mẫu, bên phải bên trái có hai quả núi đá vôi hình người đứng oai phong, nên đời thứ tư mới sinh được tứ nam nhất nữ. Một nam một nữ mất sớm là tổ Mãnh và tổ Cô thờ tại Từ Đường, quanh năm nhang khói. Còn lại ba người tạo thành ba chỉ Giáp, Ất, Bính. Và cũng nhờ ngôi mộ tổ đời thứ ba mà con cháu được đông đàn, dài lũ, vinh hiển như ngày nay. Sự thể đúng sai thế nào tôi không rõ và cũng không thể nào giải thích được. Tôi ghi nhận điều này ấy là có ở ngôi mộ tổ đời thứ ba chúng tôi quanh năm xanh tốt. Về mùa đông tháng giá, có ở những ngôi mộ ở bờ ruộng quanh đó khô rác, chọc trụi, nhưng có ở mộ tổ họ tôi vẫn xanh mỡ. Có thể mộ tổ chúng tôi đặt đúng mạch nước ngầm. Để giữ long mạch ngôi mộ tổ, còn có 11 ngôi mộ phụ. Những ngôi mộ này đều có tiểu sành hoặc nồi cấn, bên trong đựng cho than của vàng, tiền, bùa ngải đã hóa. Ăn táng xong là hóa bằng như mặt ruộng, chứ không để nấm, sợ tốn đất canh tác đời sau, nhưng vẫn phòng được hậu thế vô tình đào đúng. Họ thấy tiểu sành, nồi cấn tất phải lấp lại như cũ, vậy là long mạch không bị chạm. Cánh đồng gò ngọc trước kia rất ít mồ mả. Từ ngày hợp tác quy hoạch đồng ruộng, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, cánh đồng gò ngọc trở thành nghĩa địa của làng. Bao nhiêu mồ mả tổ tiên, cụ kỵ, ông già, bà trẻ từ thuở mở đất lập làng qua mọi dòng họ, mọi nhà quy tập cả vào đây. Chỉ trong vài tuần lễ, cánh đồng gò ngọc cao ráo, thoáng đãng, mồ mả đã mọc đầy chi chít như nấm rơm, nấm rạ mùa mưa. Bây giờ nhờ có khoán 10, nhà nước mở cửa, con cháu làm ăn phát đạt, có bắt ăn bắt để. Sau khi làm nhà, xây bể cho mình thì cũng nhớ tới công đức của tổ tiên. Họ thi nhau xây mộ, kẻ giàu có huynh hoang xây thật to, thật đẹp, kẻ xây sau phải hơn người xây trước. Riêng họ tôi, các cụ vẫn cấm xây, trong khi đó cả làng, cả nước đua nhau xây mộ. Sống vì mồ vì mả, chứ ai sống vì cả bát cơm. Thỉnh thoảng lại có một anh bạn khoe với tôi: hôm qua ông già mình được các cụ họ ra bảo góp 1 triệu đồng để xây mộ tổ. Tôi giật mình hỏi lại: sao góp nhiều thế? Anh bạn bảo: họ nào chả thế, riêng đông họ mình chỉ có cậu là sướng, các cụ không cho xây càng đỡ tốn. Tôi bảo: sướng cái gì, tôi đang muốn xây để giữ nấm. Tình hình người ta xây mộ ào ạt thế này, mình cứ lơ đi một tí là mộ nhà mình bị mất nấm, bị người khác bành trướng lấn ép đến sát mộ, nhưng đóng tiền nhiều như nhà ông cũng sụn lưng. Anh bảo: các cụ họ nhà mình cũng tính chán rồi, nhà nào có máu mặt thì thu nhiều. Mình nhìn vào danh sách có nhà góp 5 triệu, 3 triệu kia, như đại tá T, thiếu tướng H, cậu cũng quen biết đấy. Ngược lại, có nhà chỉ thu 50, 20, tự nguyện đóng góp thôi chứ không bổ bán gì đâu. Bà xã mình xót quặn ruột, vừa cóp được hơn 3 triệu bảo mua cái máy giặt tầm tầm, thế là vỡ kế hoạch. Bà xã miễn cưỡng mở hầu bao, nhưng màn vẫn phải tươi như hoa, nói: chúng con ở xa lại bận việc nhà nước, không về góp công góp sức xây mộ tổ được, trong sự nhờ các cụ, các bác, các chú lo lắng đỡ. Các cụ họ gọi về, tôi không thể không về. Lúc cha tôi lâm chung, tôi gặng hỏi: cha có điều gì dặn chúng con không ạ? Cha tôi gắt: dài dòng văn tự cái gì, viết hết ra giấy rồi để tất trong cái túi kia. Sau khi cha mất, tôi cất cái túi căng phòng do cha tôi tự tay khâu bằng vải đũi và ngăn tủ khóa lại. Liệu những gì cha tôi để lại trong cái túi ấy có gì liên quan đến ngôi mộ tổ đời thứ ba không? Liệu có đáp ứng được sự mong mỏi, hy vọng của các cụ họ tôi không? Trời mới chớm đông nhưng đã rét quắt tay, sương sớm bốc mù mịt chân tre, có chỗ sương tre lấp mặt đường, tôi phải giảm tốc độ xe máy. Từ đường cái quan rẽ vào làng, tôi phải đi qua nghĩa địa gò ngọc. Xa xa tôi đã thấy mờ mờ một đám đông, đến hàng trăm người đứng tum tụm ở phía ngôi mộ tổ chúng tôi. Tôi đoán biết là họ nhà tôi kéo ra đông lắm, không cẩn thận sẽ đánh nhau to. Tuy vậy tôi vẫn không dám gia tăng tốc độ của chiếc Dream lùn. Bụng bảo dạ phải hết sức bình tĩnh, không để bị dòng họ lôi kéo vào cuộc ẩu đả,
có thể nguy hại đến tính mạng của bản thân, của hai bên và hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Còn cách đám đông vài chục mét, tôi đã nghe tiếng hét la ầm ĩ. Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ thằng già đi, đánh cho chúng nó chừa cái thói ngông nghênh càn rỡ đi. Có phải chúng mày cậy có con cháu làm chủ tịch xã mà dám phá bộ tổ chúng không? Tôi đỗ xe chạy qua mấy thửa ruộng vào Gò Ngọc, phần nhiều là đàn ông trai trắng của hai họ. Số người của họ tôi đông gấp mấy chục lần họ Nguyễn Đông, mắt ai nấy long lên dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Họ Nguyễn Đông có cả già cả trẻ, chỉ có 7-8 vị. Nhìn lực lưỡng trai tráng, đủ biết họ Nguyễn Đông đã huy động toàn lực, còn họ tôi thì chưa thấm tháp gì. Ông anh họ tôi, bác Thiết Diệu, đang túm râu ông cụ Thiên, cụ nhất họ Nguyễn Đông, giật lấy giật để. Con cháu họ Nguyễn Đông mặt mày tái mét, chỉ dám giữ chặt lấy tay bác Thiết Diệu để cho cụ Thiên đỡ bị đau và chòm râu đỡ bị vặt chùi, chứ không dám đánh lại. Họ cũng đủ khôn ngoan để biết rõ tương quan lực lượng giữa hai họ. Càng bị giữ tay, bác Thiết Diệu càng lăn xả vào, vừa giật râu cụ Thiên vừa chửi. Đéo mẹ thằng già, ông đánh cho rụng răng, trụi đâu thằng nói láo. Tôi vừa muốn phá tan bầu không khí căng thẳng của hai họ, vừa không quên đạo nhà. Chắp hai tay trước ngực, tôi cung kính nói rõ to để mọi người nghe tiếng. Cháu chào các cụ, các bác ạ. À, hàng chục gương mặt anh em trong họ quay lại phía tôi, trong giây lát đã tan biến hết vẻ đằng đằng sát khí. Họ cùng nói như reo. À, chú đã về, các cụ đang mong chú. Tôi đã đám đông đi vào, bác Tiết Diệu cũng đã dừng tay giật đầu ông cụ Thiên, quay lại nhìn tôi. Chú đã về. Tôi bảo. Bác bỏ ngay dâu ông cụ ra, sao lại làm thế? Bác Tiết Diệu vốn nể tôi nên buông tay khỏi chòm râu ông cụ Thiên. Một túm râu ông cụ bị bác Tiết Diệu giật đứt, rơi theo tay bác. Thật khốn khổ cho ông cụ, mặt mày tái xanh tái xám mà cằm thì lớm chớm, lư thưa vài sợi râu bạc trắng sót lại. Một chùm râu với người già là quý lắm, nuôi nấng chải chuốt cắt tỉa mấy năm trời mới được, bây giờ bị người ta giật rụng mất gần hết. Đã mất đâu đã đau đớn lại còn nhục nữa, nhục cho mình, cho gia đình mình, cho cả dòng tộc mình. Cái tính xấu để đời, ngoài 70 tuổi mà chẳng được yên thân. Tôi cảm thấy chạnh lòng thương cụ Thiên. Nếu cụ là cha tôi, chú bác tôi, cụ họ nhà tôi sẽ nghĩ gì, làm gì nhỉ? Trước khi bỏ cụ Thiên, bác Tiết Diệu còn quát, mồm sặc mùi rượu. Ông tạm tha chết cho thằng già nói càn đấy nhé, nếu không hôm nay mày phải như đòn. Tôi đẩy bác Tiết Diệu đi một đoạn, chỉ sợ bác ấy quay lại đánh cụ Thiên. Bác Tiết Diệu bước ngất ngưởng, miệng phả đầy hơi rượu vào mặt tôi hỏi. Chú ở Hà Nội về lúc mấy giờ? Gần 6 giờ ạ. Đi đường rét lắm vậy? Vâng. Mấy người cứ bảo chưa chắc chú đã về. Còn tôi bảo các ông đừng nghĩ thằng này say nhé. Tôi cam đoan thể nào chú cũng về. Chú là người nhiệt thành với công việc của nội tộc mà. Đã không biết thì tôi, chứ biết việc hệ trọng thế này ai dám bỏ. Thôi bác về đi, mọi việc rồi đâu khắc vào đó. Tôi thật sự mừng thầm, không ngờ sự có mặt đúng lúc của tôi lại làm cho không khí chân trận giữa hai họ trùng hẳn xuống. Đám đông hai họ đứng xen ra báo giãn ra. Họ nào đứng riêng về phía họ đấy. Bây giờ tôi mới nhìn thấy ông chủ tịch xã, gọi ông cụ Thiên là bác ruột, đứng khuất sau ông cụ. Tôi bảo. Chú ở đây mà sau đây hai họ xô xát thế? Ông chủ tịch xã gãi tai phân trần. Bác ơi, lúc ấy đến bố em dung lại cũng không cản nổi. Đáng lẽ hôm nay em vào huyện họp, nhưng cứ lo hai họ xô xát nên em đành bỏ họp để ra đây. Không ngờ ông bác Thiên em lỡ lời. Lỗi là ở họ nhà em, lỗi là ở bác Thiên em, cho nên em ở thế chẹt quá, không dám cản họ nhà, chỉ bảo họ em đứng yên không được đánh lại. Ai không nghe thì dù trong họ em cũng cho người trói chặt con kiểu dài vào huyện. Tôi thầm khâm phục tay chủ tịch xã, hắn xử lý đâu ra đó, nếu không có hắn thế nào chả đánh nhau to. Họ Nguyễn Đông chỉ có 5-7 người thật, nhưng họ tôi cậy phe to, họ lớn, quen lấy thịt đè người, xông vào và dâu ông cụ nhất họ của người ta, người ta để yên ư? Chết thì chết, họ tôi cậy đông đánh người ta được vài ba cái, người ta cũng phải đánh lại được một cái chứ. Thế là án mạng xảy ra, từ án dân sự trở thành án hình sự như chơi, rồi thù sâu oán dày mấy mươi đời mới rửa hết.
tôi thầm kêu tên cụ tổ, xin tổ linh ứng ra tay cản trở cho con cháu khỏi liều lĩnh lao vào cuộc chiến tranh mồ mả. Nhân đà hai họ giãn binh, chủ tịch xã bắt hai bàn tay vào nhau, giơ cao quá đầu nói: cháu xin có ý kiến thế này, đề nghị hai họ cử đại biểu về trụ sở ủy ban làm biên bản. Họ Nguyễn Đông nhà chúng cháu xây lấn trên phần mộ của họ nhà đến đâu, xin dỡ bỏ đến đó, dỡ ngay sau khi đại diện hai họ ký vào biên bản. So với họ nhà tôi và một số dòng họ khác ở làng, họ Nguyễn Đông đến ngụ cư sau. Đấy là một dòng họ nhỏ, ít người, nghèo khổ, tóp teo. Họ Nguyễn Đông có 11 nóc nhà với hơn 20 đinh. Các ngôi thứ trong họ truyền miệng đời này qua đời khác, chứ không có gia phả, không có nhà thờ tổ. Ngày dỗ tổ, con cháu tụ họp ở nhà ông trưởng họ, bổ bán, làm cỗ đặt lên bàn thờ. Một ông cụ khăn gõ, áo the, đứng trước bàn thờ vái bốn cái, khấn đôn mấy câu. Còn họ nhà tôi khác, có gia phả, có nhà từ đường to, đẹp nhất làng. Ngày dỗ tổ, con cháu tập tụ tại nhà thờ tổ, tế tổ như tế Đức Thành Hoàng. Một tuần nhang, một tuần tiểu, một tuần trà, tế liền ba ngày. Con cháu được cử vào ban tế cũng đầy đủ mũ hia, áo thụng xanh, quần trắng. Nội dung văn tế từng ngày khác nhau, nhưng tế phụ tiểu. Trên thương án thờ tổ chỉ có chầu rượu, hoa quả, oản đường. Mở đầu trang gia phả, các cụ đã ghi tuyệt đối không ăn uống chè chén. Người giàu có đóng một vài đồng bạc chẳng thấm tháp gì, còn người nghèo khó một đồng bạc to lắm, chạy đâu ra. Ngày dỗ tổ không thể là ngày để lo, để nợ, để buồn cho con cháu, còn đâu ý nghĩa tưởng nhớ tới công đức tổ tiên. Trong gia phả cũng quy định chặt chẽ việc tang. Nhà nào cậy giàu sang, giờ giói mâm mát thì cả họ không đến, không ăn. Đứa nào tham ăn, trái ý tổ phụ phải hộc máu ra mà chết. Riêng tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, tại sao xây mộ tổ càng to càng hết phúc, hết lộc của con cái. Có lần tôi đem thắc mắc này ra hỏi cha tôi. Cha tôi nghiêm sắc mặt nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu. Người bảo anh có học mà dốt. Ngôi mộ càng to càng mất nhiều đất canh tác, càng mất nhiều đất canh tác thì càng mất nhiều ngô lúa. Mỗi năm hai vụ, vậy mấy trăm năm nay đống ngọc thực trời cho chả to bằng núi ư? Phúc lộc ở đó cả. Người đời cạn nghĩ cứ tưởng xây mộ cho ông bà bố mẹ thật to mới là có hiếu. Họ có ngờ đâu ông bà bố mẹ hưởng hết phúc lộc của con cháu mình. Trở lại họ Nguyễn Đông, vài ba năm gần đây cả nước đua nhau xây mộ đặt mả. Họ Nguyễn Đông không bị quấn vào dòng xoáy ấy. Họ đóng riết chuẩn bị xây mộ tổ. Chẳng mấy tối, nhà cụ Thiên, cụ thượng nhất họ, không có anh em nội tộc đến thầm thì bàn bạc. Dứt khoát phải xây mộ tổ, xây thật to đẹp, thật đàng hoàng, phải hơn các họ khác. Bởi thế họ cứ lặng lẽ để cho các họ khác xây xong mới quyết định phương án thiết kế và thi công. Nhờ ân đức tổ tiên, từ ngày hòa bình lập lại, họ Nguyễn Đông đã thay nhau lãnh đạo làng thượng, một cái làng nhất thôn, nhất xã, to nhất huyện, với ngót 300 hộ, hơn 10.000 dân. Cụ Thiên thôi làm chủ tịch, lại làm bí thư, đến khi nghỉ hưu, cụ lại cơ cấu cháu ruột mình làm chủ tịch. Ở thời mở cửa, ông chủ tịch oai phong hơn ông bí thư nhiều lắm. Dương sao âm bậy, ở trần gian, con cháu mở mày mở mặt với thiên hạ, thì ở nơi trên suối, cụ thủy tổ cũng rạng rỡ mỉm cười. Phải xây mộ tổ thật nổi, thật trội lên, khiến người qua kẻ lại không thể không dừng bước ngắm nhìn. Bao nhiêu bản vẽ, cụ Thiên và những người lãnh đạo họ mới chọn được một kiểu vừa cổ vừa kim, vừa dân tộc độc đáo. Theo bản vẽ này, ở chính nơi đặt hài cốt thủy tổ, đắp nền cao 2 mét với 9 bậc lên xuống. Trong họ ngầm hiểu đấy là bậc cửu trùng. Trên nền xây nhà mồ 3 gian 8 mái, 8 đầu đao đều thẳng cho hiện đại. Đào cong như mái đình vừa cổ vừa khó bảo quản, chứ chả được cái tích sự gì. Bao quanh khu mộ có một hàng rào hình thanh ngai, đường kính hơn 10 thước tây. Từ xa nhìn khu mộ tổ Nguyễn Đông sẽ là một khối đồ sộ oai phong và bậc nhất ở khu nghĩa địa Gò Ngọc. Lẽ đương nhiên cụ Thiên và con cháu trong dòng họ hài lòng lắm. Mộ tổ càng to đẹp, kinh phí càng tốn kém. Cái phần này khiến cụ Thiên thao thức trằn trọc mấy đêm liền. Trong họ có 11 nóc nhà thì 3 nóc khá giả, có bắt ăn bắt để, 3 nóc đủ ăn, còn 5 nóc khó khăn thực sự. Vợ chồng con cái đều nháo nhào chạy ăn từng bữa. 500 bạc mua rau muống hàng ngày còn chả có, đào đâu ra 500 ngàn một suất.
năm gia đình này lại đông con trai nhất, nhà hội phải đóng cho sáu suất, đào ở đâu ra 3 triệu bây giờ? Thời buổi này càng đành nhiều con trai, bố mẹ càng sụn lưng trả nợ. Cái sự cho con học hành bằng người thì không ai dám mơ tưởng đến rồi, nhưng cưới vợ dựng nhà cho chúng thì không thể không làm được. Do vậy nếu bổ theo đinh, những gia đình đông con trai, kinh tế khó khăn lại phải đóng gấp đôi gấp ba người khác. Cụ Thiền giải bày tâm trạng với thằng cháu chủ tịch, nó cười hu hố: "Còn cứ lo ông ốm đau bệnh tật gì kia, có mấy hôm lên tỉnh họp không gặp mà trông ông khác quá. Tối mai ông cứ cho các cháu đi mời các bác, các chú ấy đến nhà ông trưởng họp họ. Ông ơi, bác Hồ đã dạy, khó vạn lần dân liệu cũng xong." Cụ Thiên băn khoăn: "Nhưng những gia đình còn chạy ăn từng bữa ấy đào đâu ra tiền?" Thằng cháu lại hu hú cười: "Con gà tức nhau tiếng gáy, rồi họ khác có hết, có hết, ông cứ mạnh dạn họp họ đi." Hậu sinh khả úy, nó làm chủ tịch thời kinh tế thị trường có khác, cũng việc ấy cũng lo mất ăn mất ngủ, còn nó cứ tưng tửng như không. Một mình chả lo thay được cho cả họ, thế thì tội gì mà lo cho hao người tổn trí. Cứ mời cả họ đến, bàn đi bàn cho nát nước ra, bàn theo định hướng. Tổ chung của mọi nhà mọi người có phải của riêng ai đâu. Xây một tổ thật to đẹp đàng hoàng, vinh dự cho riêng nhà bác nhà cháu ư? Xây một tổ cũng là mong ước, là nguyện vọng của mọi nhà, của con cháu trong họ, phải đâu của riêng bác riêng cháu. Anh em trong họ đề xuất trước, chứ có phải bác với cháu nêu ra đâu. Bác tự điểm mặt xem anh em trong họ có còn thiếu ai không đến nhà bác nêu nguyện vọng xây mộ tổ không? Chả thiếu ai cả, có người còn đến cả mấy chục lần. Bây giờ thiết kế có rồi, thợ giỏi có rồi, xin mời họ tìm nguồn kinh phí đi. Mọi người mọi nhà đóng góp. Vâng, dĩ nhiên rồi, nhưng đóng góp thế nào, đóng góp bao nhiêu, đóng góp theo phương thức nào, xin mời các vị bàn đi quyết đi. Bỏ cuộc là làm trò cười cho cả làng, là trở thành chuyện đàm tiếu đầu vị ở đám hỷ đám yếu đấy. Thằng cháu nói một thôi một hồi như tên bắn, như máy khâu. Cụ Thiên nghe mà sáng lòng sáng dạ, cụ gật gật đầu bảo: "Phải, phải lắm." Cụ Thiên họp họ, cụ khéo biến ý của cháu thành của mình. Cụ rề rà thung thẳng nêu từng vấn đề, cả họ nhau lên: "Ai bỏ cuộc, ai bảo bỏ cuộc nào? Chúng tôi khó khăn thật đấy, nhưng đừng khinh chúng tôi nghèo, không có tiền đóng nhé. Các bác đóng 1 triệu, chúng tôi có 1 triệu. Nào, bổ đi, các cụ bổ theo nhà, theo đinh, chúng tôi cũng nhất trí." Cái máu dĩ nó ghê gớm thật. Hơn chục ngày sau, cụ Thiên đã thu đủ số tiền dự góp, dự chi ban đầu. Vậy họ đào tiền ở đâu mà nhanh thế? Hãy nghe chuyện của một nhà trong số 5 nhà khó khăn của họ Nguyễn Đông. Ở buổi họp ra về, ông Nguyễn Đông hội lo toát mồ hôi. Tiết trời đang vào đông, gió se se lạnh, mới 9-10 giờ đêm, đường làng đã vắng quá. Ông ngồi bức thập tóm như người say rượu. Vì tự ái, vì sĩ diện, ông đã hăng hái đòi chia đầu, bổ xỏ từng đinh. Bác Khải, chú Minh, anh Được, anh Hòa cùng hoàn cảnh như ông cũng hăng máu chẳng kém. Cũng còn may, họ chia theo nhà, chứ theo đinh thì ông không biết xoay sở ra sao để nắm bố con và thằng cháu, mỗi người có được 500.000, vị chi là 3 trụ bạc. Ngay chồng tóm lực buổi họp họ, bà Hội đang nằm trên giường, giấu ngủ thằng cháu đích tôn, tung chăn trồm dậy, cặp mắt long sòng sọc: "Mộ tổ mộ tiên cái con tươi, mặc lỗ đít 7 ngày không thấy tối, còn sĩ, tiền chạy gạo hàng ngày còn chẳng có, cướp ở đâu ra 1 triệu đóng tiền họ?" Biết tính bà vợ nanh nọc chua ngoa, ông Ngội ngồi tựa lưng vào cột nhà im thít. Ông chỉ cần mở miệng là bà ấy như dầu đổ vào lửa, đùng đùng bốc cháy, có trời mới dập tắt được. Bà Hội vẫn chưa hà cái sự xót tiền, bảo: "Sao ông câm như hến đấy? Họ hàng người ta trả xây mộ tổ, họ nhà mình lại vẽ chuyện." Ông Hội dại mồm hỏi: "Ở cái làng này, bà bảo con họ nào chưa xây mộ tổ?" Bà Hội tức giận nhảy thách: "Các ông có mắt như mù, họ nào chưa xây? Mày ông kéo cả họ ra đồng mà nhìn cho rõ. Sao phải hỏi con gái già này? Đúng là một lũ cuồng, cứ làm như mộ tổ nhà người ta không phát tích, không có bí thư chủ tịch, chỉ có nhà ông mộ tổ phát tích, con cháu hiển vinh. Vậy họ nhà ông ai được làm quan, ai được nhờ chúng đó?" Ông Hội khiếp quá, ông lặng lẽ ngả lưng xuống trường kỳ, hai bàn tay đan lại gối đầu. Ngày mai
ông còn phải dậy sớm đi cày. Ngày mai lời bà hội tai vách mạch rừng đến tay anh em trong họ thì bố con ông còn mặt mũi nào? Người ta quên bố con ông đi. Thiếu 1 triệu bạc của nhà ông với cả họ chả có ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, ông Ngội quyết định phản công để chấm dứt sự lải nhải của vợ. Thôi thôi, tôi biết rồi, bà không phải nói nữa. Để mai tôi bảo lại với cụ Thiên, nhà tôi không có tiền đóng họ đâu. Bà hội nhà tôi không nhất trí xây mộ tổ, mong họ thông cảm cho. Bà hội gầm lên. Ông định biêu ríu con gái già này phỏng. Người ta đóng được, nhà mình không phải đóng được. Đi vay lãi mà đóng, vay cá nhân không được thì vay ngân hàng. Chưa may ông bảo thằng bố cả thảo cái đơn thế chấp tài sản, vay tiền ngân hàng phát triển chăn nuôi. Gợi ý của bà hội thật diệu kế, không chỉ riêng với gia đình ông mà còn cho cả 5-6 gia đình trong họ nữa. Ở mỗi làng, mỗi dòng họ đều có người ăn cơm nhà vác loa hàng tổng. Họ thực lòng nhiệt tâm với công việc của làng xóm họ Mạc. Bác Tiết Diệu họ tôi là một người như thế. So với tuổi cụ Thiên họ Nguyễn Đông, bác Tiết Diệu chẳng kém là bao. Nhưng vì họ tôi to, các cụ thọ nên bác Tiết Diệu mới ở bản 3 bản 4, nghĩa là còn lâu mới ngoi lên được đến bản nhất bản 4 cụ Thượng Thọ. Ở tuổi thất thập nhưng trông sức vóc bác còn cường tráng lắm, dáng thấp đậm, nước da săn đỏ, tóc mới hoa đâm. Bác là người cha của 2 liệt sĩ thời chống Mỹ. Sau khi nhận tin báo tử 2 người con duy nhất của mình, bác Tiết gái buồn phiền sinh bệnh rồi chết. Còn lại một mình một bóng, bác Tiết trai suốt ngày uống rượu, lúc tỉnh lúc say. Có bà bán rượu ở làng ngoài vào phiên chợ thường qua lại bỏ rượu cho bác. Bà này chỉ có một mụn con gái lại quá chồng đã lâu rồi, tuổi chừng 35-36, trông người phúc pháp trắng trẻo lắm. Bác Tiết mê rượu, mê luôn cả cô hàng rượu. Bác Tiết thổ lộ với vài ông bạn nôi khố ở làng rằng bác chả có tán tỉnh sờ mông vuốt tóc gì rất. Một buổi sáng mưa dầm, bác ngồi xếp bằng trên bộ phản cây ở gian giữa, uống rượu với vài quả ớt xanh, trông ra mảnh sân sủi đầy bong bóng mà trước mắt cứ chập chờn cố hàng rượu mỡ màng. Bác chợt nghĩ, họa là phúc chi sở phục, có lẽ hồng phúc nhà mình đang phục ở người đàn bà bán rượu này. Cái ý nghĩ chợt đến này cứ bám giết lấy bác. Đúng hẹn, phiên chợ tới, cô hàng rượu lại đến. Cô vừa mở nắp can, bác bảo: cô lấy hộ tôi cái chai chỗ chân giường kia. Cô hàng rượu thật thà đứng dậy, bác vừa say đẩy thẳng vào buồng. Cô hàng rượu sững sờ hỏi: ơ, bác làm gì thế này? Bác bảo: cứ vào đây khác rõ. Cô hàng rượu hốt hoảng kêu: ơ bác, ngài nhà mang đánh đổ hết rượu của em bây giờ. Bác tặc lưỡi: đổ bao nhiêu tôi đền. Ai ngờ một lúc sau, mấy chú lợn con xông vào đánh đổ can rượu thật. Mùi rượu đạo đực thơm khắp nhà. Cô hàng rượu rên rỉ: bác ơi, rượu của em đổ hết rồi. Bác ơi, bác, em bắt đền bác đấy. Em chừa mất. Bác chuyển cách xưng hô bảo: anh đang mong em giao phúc cho đây. Cô hàng rượu vừa chải tóc bằng 10 ngón tay, vừa lướt nhìn cái can trắng vật nghiêng, rượu chảy linh láng khắp cả gian giữa. Cô liếc bác Tiết một cái rõ dài bảo: em bắt đến bác đấy. Bác Tiết bảo: hồng phúc em đem đến cho anh thì cả anh cả cái gia tài này cũng chả thể nào đền đáp được. Hôm sau bác nhận người ra làng ngoài mai mối, thế là thành vợ thành chồng. Làm bạn với nhau được 3 năm, cô hàng rượu sinh liền cho bác Tiết một trai một gái. Đứa con gái riêng vừa đi học vừa giúp phụ mẹ nấu rượu trông em. Do vậy bác Tiết rất nhàn, rất rảnh rỗi, chẳng phải trông con mọn, chẳng phải lo kinh tế. Một tay bà hàng rượu cũng đủ nuôi sống cả cái gia đình 5 khẩu. Nhưng rượu bác Tiết phải uống hạn chế rất nhiều. Vợ con bác chả cấm, bác tự thấy mình không thể sống buông thả như trước được nữa. Bác cần phải giữ sức khỏe, cần phải sống lấy chỗ dựa cho vợ con. Về mùa đông, cái mùa cải táng và xây mộ, cứ khoảng 5 ngày bác Tiết Diệu lại vác cuốc đi thăm đồng. Thực chất là bác đi kiểm tra xem trong họ có ai cậy giàu cậy có trái định tổ phụ sinh mộ cho ông bà cha mẹ không. Nếu phát hiện được nhà nào sai trái, bác yêu cầu dỡ bỏ hoặc xây gọn lại, xây thấp xuống chứ không được bành trướng. Tuy vậy họ nhà tôi nghiêm lắm. Một vài nhà con cháu ở thành phố Hồ Chí Minh ở bên Mỹ đành trái ý tổ phụ, xin phép các cụ họ xây cất khiêm nhường, xây vòng tròn giữ nấm.
đường kính không quá 1 mét, độ cao không quá 30 phân. Do vậy các cụ họ cũng châm trước, còn tất tật mồ mả trong họ đều thống nhất giữ nấm bằng mộ trí và chôn đá hoặc cột xi măng ở 4 góc. Thời gian họ Nguyễn Đông xây mộ tổ, Bác Tiết Diệu bị đậu lào khoác chân ho sù sụ gần 1 tháng trời không bước chân ra khỏi cửa. Buổi chiều hôm ấy tiết trời ấm áp, ánh nắng rực rỡ vàng ánh như nắng thu. Bác Tiết Diệu đứng giữa sân vươn vai sưởi nắng một lúc rồi quyết định vác cuốc đi thăm đồng cho nó đỡ chồn chân tù túng. Bác gái dặn: ông như về sớm tắt nắng là lạnh lắm đấy, rồi đêm lại ho. Bác Tiết âu yếm nhìn vợ bảo: mình đừng lo. Bác Tiết Diệu đứng trước ngôi mộ tổ họ Nguyễn Đông một lúc lâu chặt lưỡi: mẹ kiếp, cái thằng nghèo hèn ít chứ lại hành khuếch trương ra thế, đã ghi Nguyễn Đông mộ tổ lại còn thêm Mộ Đức Thủy tổ, đọc mà tức cả mắt, nghe mà chối cả tai. Nhưng bác phải thừa nhận họ Nguyễn Đông xây đẹp thật, to thật. Họ xây sau có khác, rút được kinh nghiệm của những họ xây trước, trang nghiêm bề thế thật đấy. Bác cú nhìn sắc pháo hồng đỏ dưới chân, nghĩ nhà nước cấm pháo rồi, sao họ còn dám đốt pháo nhỉ. Khánh thành mộ tổ nhà ông chủ tịch có khác, cần đất gì pháp luật, phép vua thua lệ làng, ai dám đến đây lập biên bản thu tiền phạt họ nhà ông chủ tịch đốt pháo. Rồi bác tái người chợt nghĩ: chết cha, hình như họ Nguyễn Đông xây lấn mất cả mộ tổ nhà mình. Bác Tết Dậu trông hẳn lên khu mộ tổ họ Nguyễn Đông, ngắm nghía tìm kiếm. Phải rồi, khi hợp tác xã quy hoạch đồng ruộng, họ Nguyễn Đông chuyển mộ tổ tiên bên bãi về đây. Trong họ có nhiều người bảo để gần mộ tổ nhà mình quá, yêu cầu họ phải dịch xa hơn. Nhưng các cụ bảo mặc người ta, chứ đến đáp đanh mộ tổ nhà mình đâu. Vậy mộ tổ nhà mình phải ở chỗ này, sao họ Nguyễn Đông dám lấn chiếm, sao họ Nguyễn Đông dám tự tiện đổ đầy đất mất cả nấm mộ tổ họ nhà mình nhỉ. Bác Tiết Diệu quan sát lại lần nữa rồi bước chân đo khoảng cách từ chính mộ tổ họ Nguyễn Đông đến nấm mộ tổ họ mình. Xác định vị trí xong, bác trần lực bới bỏ phần đất mới do cụ Nguyễn Đông vừa đắp thêm vào. Chỉ một thôi cuốc, bác đã tìm thấy nấm mộ tổ. Cỏ vẫn tươi xanh thế mới lạ. May mà họ Nguyễn Đông vẫn giữ nguyên nấm, nếu họ bạt đi hẳn chả biết đâu mà lần. Mấy cái ông trong họ nhà mình cũng mãi làm ăn quá, hàng tháng trời chả ai nhòm ngó thăm viếng mộ tổ. Cái tin họ Nguyễn Đông lấn chiếm mất mộ tổ họ tôi truyền đến từng nhà trong tôn tộc nhanh như điện. Ầm ĩ cả làng, ầm ĩ kéo nhau đến nhà cụ Thiên chất vấn, ầm ĩ kéo nhau ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông phó chủ tịch trưởng công an xã sợ động chạm đến ông chủ tịch bảo: chiều nay hết giờ rồi, các cụ các bác cứ về, chiều mai sẽ giải quyết. Họ Nguyễn Đông xây lấn, họ Nguyễn Đông phải dỡ bỏ. Chưa ai kịp nói, ông phó chủ tịch đã phóng xe máy vù mất. Họ nhà tôi đứng chân ngừng một lúc ở văn phòng ủy ban, tức tối bàn luận vài câu rồi cũng lục đục kéo nhau về. Bác Tết Diệu nhanh trí chạy ngay đến dịch vụ điện thoại phone cho tôi. Trên đường về nhà tổ, tôi hỏi bác Tiết Diệu: ông bác uống hơi quá chén à? Bác Tiết Diệu bảo: tôi bỏ rượu lâu rồi, cha già con cọc, tôi phải lo cái sức khỏe của mình cho các cháu nó có chỗ dựa. Tôi không may hai cái cành lớn cụt mất, nhưng nhờ ân đức tổ tiên lại nảy ra ngay hai cái lộc. Em cứ nghĩ ông bác say. Say thế đích nào được tôi, sớm nay tôi mới tiếp mấy chén mượn rượu cho nó hăng. Bác dì tai tôi: luật pháp mình không chấp thằng say rượu mà. Tôi giật mình nhìn ngắm ông anh họ từ đầu đến chân trộm nghĩ: bố giả cáo đến thế là cùng. Tôi cũng vừa say rượu vừa là bố hai liệt sĩ, còn lỡ nặng tay với cái lão Thiên, tòa án người ta cũng châm trước, chả nỡ bỏ tù. Tôi nói nhỏ vào tay bác Tiết: bác biết mượn rượu làm bậy à? Tôi chỉ mượn rượu làm được việc thôi, chứ chưa dám làm vậy, tôi dạy gì hành hung lão Thiên. Ông bác chật trội cả chòm râu trắng như cước của người ta mà còn bảo không hành hung. Tại vì cái lão ấy nói láo quá, tôi phải cảnh cáo lão và cũng chỉ dừng tay ở đó thôi. Cụ Thiên nói thế nào? Lão ấy bảo cái nấm mộ tổ nhà mình bé quá, chỉ tay cái thung úp, lão tưởng mộ vô thừa nhận nên bảo con cháu rơi quê luôn. Cụ Thiên nói thế thật ư? Thật. Cho nên chúng tôi ức quá xông vào, tôi túm lấy râu hắn hỏi: mày bảo mộ tổ họ tao vô thừa nhận mà có hơn 700 đinh ở làng này, còn mộ tổ nhà mày có thừa nhận thì được mấy mống mấy nhà hả? Chắc ông cụ vô tình lỡ lời.
vô tình cũng mặc, lỡ lời cũng mặc. Lão xúc phạm mình, nguyên rủa mình phải dạy cho lão, cho con cháu lão một bài học. Cái lúc xô xát ấy, chú có để ý không? Họ nhà ta chỉ xung lại giao quay cho họ Nguyễn Đông nhụt chí, khiếp sợ thôi. Ngoài tôi có ai xông vào đánh đấm đâu. Các cụ họ dặn rồi, ai dám trái ý. Và chính cái lúc chú về, chú lao vào can thì tôi cũng đang đóng ruột, mong có người can. Bác Tư Diệu mỉm cười. Râu lão thiên tôi vặt mẹ nó gần hết rồi, còn biết làm gì nữa. Ông anh họ tôi thật là quá đáng. Ông ta làm tôi cứ tưởng hai họ chuẩn bị đánh nhau to. Và tôi đã phồng mũi mừng thầm, nghĩ mình vừa lập được thành tích xuất sắc, đẩy lùi cuộc chiến tranh mù mả của hai dòng họ. Tôi mang chiếc túi đựng giấy tờ cha tôi để lại, đồ cá ra giường. Mỗi việc cha tôi cất vào một phong bì dán kín, ghi ký hiệu ở ngoài. Chả phải mất nhiều thì giờ, tôi tìm thấy ngay chiếc phong bì ghi dòng chữ đó đậm: Mộ Tổ đời thứ ba. Tôi xếp những phong bì còn lại vào bao, rồi mới thư thái bóc phong bì Mộ Tổ đời thứ ba ra xem. Tất cả có 7 tờ giấy, 6 tờ chữ nho viết trên giấy gió và 1 tờ chữ quốc ngữ viết trên giấy kẻ học sinh, đánh số thứ tự từ 1 đến 7, có cùng một nội dung. Tờ sau sao chép y như tờ trước. Tôi không biết chữ nho nên không rõ cứ bao nhiêu năm lại sau và tên các cụ sau ở từng giai đoạn là gì. Tôi chăm chú đọc tờ giấy viết bằng chữ quốc ngữ, tự tay cha tôi dịch và dịch thuật đề ngày 9 tháng 9 năm Ất Hợi năm 1995. Nội dung gần như lời truyền miệng, đại lược: tên tổ là gì, hiệu gì, mất ngày tháng năm theo lịch âm và cải táng ngày tháng năm. Có một chi tiết khiến tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng về ngôi mộ chính và 11 ngôi mộ phụ. Tôi ngồi lặng ngắm nhìn những tờ giấy tổ tiên tôi truyền lại, rồi tôi lật đi lật lại từng tờ giấy, soi lên ánh sáng, cảm nhận cho hết sự truyền dạy uyên thâm, sâu sắc và kín đáo của tổ tiên. Không hiểu đời xưa, cách đây mấy trăm năm, các cụ có nghĩ một ngày nào đó cuộc chiến tranh xâm lấn đất đai mô mà sẽ xảy ra không, mà đã lặng lẽ chuẩn bị khá chu đáo đường biên. Tôi cẩn thận gấp từng tờ giấy cất vào bao bì. Công việc vừa xong đã nghe ông anh họ gọi ới ới từ ngoài ngõ. Thế nào, chú đã tìm thấy chưa? Các cụ họ đang sốt ruột lắm. Thế rồi em lên ngay nhà thờ đây. Đã có cháu. Tôi xin phép thưa chuyện riêng với cụ nhất họ, một người nhỏ thó, thấp lùn, tóc bạc, cằm nhẵn, 86 tuổi, đã có cháu ngũ đại. Đôi mắt cụ còn rất tinh anh, tròn xoe, đen ánh. Cụ sẽ thay mặt dòng họ chúng tôi, một dòng họ bề thế, lâu đời, kỳ cương, có trên 1.500 con cháu trai gái, ký vào biên bản cùng cụ thượng nhất họ Nguyễn Đông. Cụ gật đầu bảo: Được, được, thế thì được. Việc ký biên bản giữa hai cụ thượng đại diện hai dòng họ diễn ra rất thuận lợi trước sự có mặt của chính quyền xã. Theo biên bản, địa giới mộ tổ họ nhà tôi tới đâu, họ Nguyễn Đông sẽ trả lại từ đó. Phần nào đã xây lấn sẽ phá bỏ. Ký xong, cụ Thiên còn tươi cười bắt tay cụ nhất họ chúng tôi. Cụ Thiên vẫn nghĩ nấm mộ tổ chúng tôi chỉ to bằng cái thúng úp ở góc ngoài cùng các bên trái mộ tổ Nguyễn Đông, thì dù có phá đi một chút bờ tường, xây cái tay ngay lùi lại cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn thể cấu trúc to đẹp, bề thế trang nghiêm của mộ tổ. Trước sự vui vẻ phấn chấn của từng người trong họ Nguyễn Đông, tôi cảm thấy áy náy và thương họ vô cùng. Tôi không hề muốn lừa gạt họ, lừa gạt những người cùng làng đi xa về gần nếu nhìn thấy mặt nhau. Nhưng cái tình thế buộc tôi phải làm như vậy. Tôi phải đứng về quyền lợi nội tộc chúng tôi. Tôi phải bảo vệ đường biên ngôi mộ tổ, phải tuyệt đối giữ bí mật cái biên giới ngầm dưới lòng đất để cụ Thiên vui vẻ ký ngay vào biên bản. Nếu không hay họ sẽ giằng co vô cùng phức tạp. Thời đại bây giờ đâu phải lấy số đông áp đảo được người ta. Người ta không chịu ký, không chịu phá. Người ta xin 1/3, 1/4 hay một nửa đường bán kính sẽ tính sao? Và rốt cuộc chẳng khác gì một cuộc mua bán cò kè bớt một thêm hai. Tôi tiến giá 1/1, ông giảm giá cho 1/1, thế là biết điều nhất chứ gì. Ký biên bản xong, ông phó chủ tịch, trưởng công an xã dẫn hai họ ra nghĩa địa, dẫn đầu họ tôi là bác Thiết Diệu, họ Nguyễn Đông là cụ Thiên. Bác Thiết Diệu hùng hồn tuyên bố, theo sơ đồ các cụ tôi để lại, cách mộ tổ 3 mét, dưới mặt ruộng 60 phân đá kè đá hộc, xin các vị đào lên sẽ rõ. Bác cắm cọc kéo dây quanh bực vòng tròn quanh mộ. Bác kéo dây tới đâu, người đi sau rắc vôi bột tới đó.
Theo vòng tròn này, 2/3 nhà mồ và toàn bộ phần tanh ngay bên trái mộ tàu họ Nguyễn Đông phải phá bỏ. Cụ Thiên ngây người, nét mặt dại hẳn đi. Con trai Đinh hai họ thì nửa tin nửa ngờ. Mấy người trong đội tộc hỏi tôi: có thật không? Các cụ dặn thế à? Đào xuống không thấy đá học thì làm thế nào? Tôi bảo: các cụ nhà mình cẩn thận lắm, chắc không sai đâu. Trái Đinh hai họ phân tuyến năm mở đào theo vạch vôi bột đắc. Cụ Thiên ngã sấp xuống đống đất mới đào và ngất xỉu khi chợt nhìn thấy mấy hòn đá hộc trồi ra dưới những nhát cuốc của cánh thanh niên trong họ. Người ta chở cụ vào đến bệnh viện huyện thì cụ không còn biết gì nữa. Bác sĩ trực cấp cứu lắc đầu bảo cụ bị đứt mạch máu não. Mộ tổ họ Nguyễn Đông chỉ còn một phần nhà mồ và một phần thanh ngai bên phải chưa kịp phá nốt. Đám trẻ con chăn trâu nghịch ngợm hơn quỷ sứ lấy ngay bùn viết: mộ tổ tàn phế. Khi tôi đặt bút viết chuyện này, người làng ra Hà Nội làm ăn tạt vào chơi bảo năm hộ gia đình họ Nguyễn Đông thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng phát triển chăn nuôi vẫn chưa trả được nợ, ngân hàng đang đe niêm phong nhà. Ông Đinh, chủ tịch xã, bị đình chỉ công tác vì bán hơn 8.000 m² đất giãn cư trái phép. Họ nhà Nguyễn Đông dạo này xuống quá. Các bạn vừa nghe xong một chuyện ngắn mang rất nhiều ý nghĩa, có giá trị cho đến tận ngày hôm nay, để chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những chuyện ngắn hay và ý nghĩa hơn nữa.